Lá lốt là loại rau gia vị, giúp các món ăn ngon và dậy mùi hơn. Ngoài thành phần dinh dưỡng đặc biệt, có tác dụng tốt cho sức khỏe, lá lốt và các món ăn chế biến cùng lá lốt còn có tác dụng phòng cũng như chữa trị một số loại bệnh tật. Tuy nhiên, quan niệm dân gian từ xa xưa để lại cho rằng những bà mẹ đang cho con bú ăn lá lốt sẽ dẫn đến ít sữa hoặc gây mất sữa. Quan niệm này đúng hay sai? Và câu hỏi ăn lá lốt có làm mất sữa hay không được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với các bà mẹ đang cho con bú. Từ xưa đến nay, lá lốt thường được dùng như một loại rau gia vị, chế biến thành rất nhiều món ăn ngon và có mùi vị hấp dẫn như lá lốt luộc chấm nước mắm tỏi, gừng, lá lốt xào với thịt bò hoặc thịt lợn, lá lốt nấu canh hoặc dùng làm rau ăn kèm trong các món lẩu. Trong y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, công dụng làm ấm bụng, trừ lạnh, giảm đau, trị nôn mửa, đầy hơi, khó tiêu. Vì thế, kinh nghiệm dân gian thường dùng lá lốt đơn lẻ hoặc phối hợp với một số vị thuốc khác như rễ cỏ xước, lá xương sông, rễ bưởi bung, sắc lấy nước uống hoặc ngâm tay chân để chữa các chứng đau nhức xương khớp, đau vùng ngực và bụng do lạnh, chứng ra nhiều mồ hôi tay, chân, mụn nhọt, đau đầu, đau răng. Lá lốt thì thật ra nó là một cái loại hớp, mà tôi dùng gọi là hớp, tức là các loại mà có các cái kháng sinh nhẹ này, nó có sát khuẩn nhẹ này, nó rất giàu một số các cái gọi là vitamin. Thì tại sao người ta dùng nhiều? Vì các bạn biết rằng là lá lốt nấu với một số các vị ấy, thì nó có cái giải cảm ở trong đó. Cái về giải cảm thì có rất nhiều cách nói, đúng không? Nhưng mà lá lốt cũng là một cái giải. Ví dụ là chúng ta ăn cái cá gọi là cá, một loại cá nấu với lá lốt mà rất nổi tiếng, hiện nay người ta ăn rất nhiều ấy, thì cái đó nó cũng có tính chất giải cảm nhiều. Thì chủ yếu nó có một cái kháng sinh và các loại vitamin. Theo y học hiện đại, lá lốt thuộc họ hồ tiêu. Lá và thân cây lốt chứa các chất alkaloid, flavonoid và tinh dầu, với thành phần chủ yếu là beta-caryophyllene, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau. Về thành phần dinh dưỡng, trong 100g lá lốt có 4,3g protein, 5,4g glucid, 260mg canxi, 980mg phospho, 0,4mg sắt, 8,1mg caroten, 34mg vitamin C. Thực phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh. Nhưng cũng có nhiều loại thực phẩm nguyên nhân làm gây mất sữa. Trong đó, theo quan niệm dân gian và kinh nghiệm của nhiều gia đình, lá lốt là thực phẩm hàng đầu trong danh sách những loại thực phẩm gây mất sữa ở phụ nữ đang cho con bú. Bên cạnh đó, rau mùi tây, măng, bạc hà, bắp cải, bia, đồ uống có cồn cũng là những loại thực phẩm có khả năng gây mất sữa. Dân gian thì bảo là một số thứ nó gây ảnh hưởng tới cái việc tiết sữa của bà mẹ, không riêng gì lá lốt, đúng không? Thì có một số thứ, có rất nhiều thứ, trong đó thì người ta có nói đến cái chuyện như là uống nhiều rượu bia, uống
ăn các cái chất quá kích thích, nóng quá, cay quá. Tại vì sao? Nóng cay chưa chắc ảnh hưởng đến lượng sữa, nhưng nó sẽ ảnh hưởng gì? Trẻ nó không bú. Bia rượu cũng thế thôi, đúng chưa? Nó làm trẻ không bú, mà trẻ không bú thì cung cầu, đúng không? Làm cho là mất sữa. Rồi nó măng, mùi tây, rồi một số cái như là bắp cải, nó cũng ảnh hưởng. Và đặc biệt là lá lốt. Thì nhưng mà nói các yếu tố này thì đây không phải là phổ biến trên tất cả mọi người, bởi vì chưa có một nghiên cứu nào nói là các cái chất này nó làm ảnh hưởng tới cái quá trình tiết sữa. Như vậy có thể thấy, việc người mẹ có nhiều sữa hay ít sữa phụ thuộc vào cơ địa và chế độ ăn uống của từng người. Theo nhiều chuyên gia, hiện chưa có nghiên cứu cụ thể nào về món ăn làm mất sữa hay làm giảm bớt lượng sữa của người mẹ. Hầu hết các thực phẩm gây mất sữa là do kinh nghiệm của các mẹ truyền lại. Và từ trước tới nay, chưa có nghiên cứu nào chứng minh hay nói rằng lá lốt là nguyên nhân gây mất sữa ở mẹ có con nhỏ. Bởi bản thân lá lốt là vị thuốc nam có tác dụng chữa một số bệnh, chứ không có việc làm mất sữa. Vì thế, trong trường hợp bị mất sữa, các bà mẹ cần phải đi khám ở các cơ sở y tế để tìm hiểu nguyên nhân thực sự gây nên mất sữa là gì. Tuy nhiên có rất nhiều bà mẹ là dùng lá lốt một cái thì thấy mất sữa. Thì đấy gọi là trên cá thể của từng các bà mẹ, cái đáp ứng của nó như thế nào. Chứ còn bản thân lá lốt, đúng không? Tìm ra được chất nào, đúng không? Để gây ức chế, hạn chế tiết sữa thì chưa có một nghiên cứu nào ở trên thế giới người ta nói chuyện này. Theo mình biết thì là quan niệm của ông bà ngày xưa thì là ăn nó thì là mất sữa. Thế nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc là không phải, thì mình cũng ăn, thỉnh thoảng có ăn. Thế nhưng mình không thấy mất sữa, mà mình thấy là, và mình cũng đọc và biết được nhiều thông tin là lá lốt còn có rất nhiều tác dụng khác. Nên là mình ăn cũng, mình cũng thỉnh thoảng ăn lá lốt để tốt cho sức khỏe. Như vậy, để đảm bảo duy trì nguồn sữa cho con bú, bà mẹ cần chú ý duy trì ăn tốt, uống tốt, nghỉ ngơi tốt. Và đặc biệt, các bà mẹ cần tránh stress, vì đây là nguyên nhân dẫn đến mất sữa. Trước khi ăn bất cứ thứ gì, người mẹ nên ăn ít, ăn từ từ để xem có ảnh hưởng đến con hay không, rồi mới ăn lượng nhiều hơn. Khi cho con bú, các bà mẹ cần tuyệt đối tránh uống rượu, bia, hút thuốc lá, tránh ăn những món có mùi khó chịu như hành, tỏi, ớt. Không ăn gỏi, đồ hải sản sống, gây ảnh hưởng hệ tiêu hóa của mẹ và con. Sữa mẹ muốn nhiều hay ít thì phụ thuộc vào, thứ nhất là nhà máy sản xuất. Nhà máy sản xuất tức là bầu vú của các bà mẹ. Vấn đề thứ hai là nguyên liệu để sản xuất sữa. Thì bà mẹ phải tăng cân đủ để có dự trữ mỡ ở trong cơ thể để tiết được sữa. Thứ hai là trong quá trình cho trẻ bú thì muốn có sữa thì nguyên liệu, đúng không? Thì bà mẹ cũng phải là ăn uống đầy đủ, đúng không? Người ta gọi là ăn uống đầy đủ, gồm có ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, các thực phẩm, không nên kiêng khem quá mức. Thứ hai là phải uống đủ, vì sữa là nước. Cho nên nếu bà mẹ không uống nước thì sẽ thiếu sữa. Bà mẹ phải được nghỉ ngơi. Thứ ba là vấn đề cung và cầu. Tức là bà mẹ có sữa rồi, nhưng đứa trẻ có bú hay không bú, bú nhiều hay bú ít thì nó sẽ quyết định cái nhà máy ấy sản xuất nhiều hay ít. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, do cơ địa của mỗi người khác nhau, có thể dị ứng với bất kỳ món ăn nào, nên các bà mẹ cũng cần lưu tâm tới những kinh nghiệm và quan niệm dân gian của cha ông ta để lại, để có một chế độ ăn uống hợp lý. Lời khuyên của chúng tôi
cho việc này á, là một lời khuyên rất là chung chung, bởi vì có rất nhiều loại thực phẩm gây dị ứng. Ví dụ có người dị ứng với lạc, đúng không? Lạc là một thực phẩm thực vật, nó rất là lành tính, nhưng có rất nhiều người dị ứng với lạc. Thì lời khuyên của chúng tôi là gì? Những ai mà nghi ngờ chuyện này, chứ không nên thử nghiệm, đúng không? Đối với sữa mẹ mà ăn thử xem là có hạn chế tất sữa thì cái đó là không đúng. Mà chúng ta nghi ngờ nó, các bà mẹ nghi ngờ nó, thì tôi khuyên không nên ăn lá lốt. Nó không ảnh hưởng gì tới cái quá trình dinh dưỡng của bà mẹ, đúng không? Cũng như là tiết sữa. Thì có thông tin thì chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn. Còn bản thân lá lốt nó có chất gì để gây nên cái sự hạn chế hoặc là ức chế chuyện tiết sữa thì hiện nay chưa có một nghiên cứu nào cụ thể. Và đây là trên một số cá thể, một số bà mẹ. Thế thì lời khuyên của chúng tôi là như vậy, tức là cố gắng tránh nếu mà mình nghi ngờ. Chỉ nên ăn tối đa 100g lá lốt mỗi ngày. Những người đang bị vị nhiệt táo bón, biểu hiện lợi hàm sưng đỏ, lưỡi khô, môi nẻ, đi tiểu khó khăn, nóng bức trong người, không nên dùng lá lốt. Cần để cho bé bú đều cả hai bên ngực mẹ trong mỗi cữ bú. Cho trẻ bú mẹ theo nhu cầu, không nên cố tuân theo một lịch trình nào. Có thể vắt sữa để bé có sữa mẹ khi cần, đồng thời mẹ không bị mất sữa. Nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.